Vậy thôi chứ là chứ quý lắm thì mới mới cho là từ 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 vậy chứ mấy vậy chứ sao không khỏe mình chứ. Các động từ sau đó những cái động từ ví dụ hiện tại tương lai các việc khỏi đi nó hiện tại khỏi đi tương lai luôn các việc này chứ sự hết nhìn vô người ta biết là à, nó là hiện tại nó là luôn chỉ khi là ba cái mà từ ấy là bất biến bất tương từ bất định thứ rồi chúng ta có câu số 6 nè câu số 6 là D các sinh qua trong cái đề mà trong cái đề mà translate into English ha trong cái đề là người ta thiếu chữ U nha các địa ý này trong cái đề nè tê các sĩ khoa buồn chi tùng nó thiếu chữ U nha ý đã anh đã chìm xuống buồn chi tùng ý đã anh đã chìm xuống rồi động từ chính của nó sẽ là anh đã chìm xuống là bất định thứ của thứ ba xuất hiện tại cái chủ từ sẽ là tê ha tê anh đã chìm xuống là bọn họ đã đi đến đây hả à, đã đi đến đây mà trước khi đó ở đây đi đã đi đã đi đã ở đây mà ủa là chưa dịch hả à bây giờ đi dịch đi à. Ủa ý đá là ở đây mà làm có ví dụ bây giờ có phải ý đá đấy rồi bây giờ rồi chị coi nè trong câu là cái gì tập từ chính nó là cái chim số đúng không nhà phía trước đá là cái sĩ qua nhưng cái sĩ qua vẫn sử dụng cho bất định thứ luôn giống như ai cái chim số đúng không nhưng mà giống như hồi nãy sư nói rồi phía trước một cái động từ chính như vậy mà nó có chia cho một nguyên thể là môn chí tung thì cái sĩ qua chúng ta nên dùng đó là gì sau khi và cái sau tiếng có thể là gì cày đúng không sau khi cày bọn họ đã đến đây để ăn đó rồi biết vô thôi sau khi cày bọn họ đã đến đây để ăn BDK là gì bất định thứ BDK là gì bất định thứ là cái chim xuống a cộng găm cộng gắt cộng im xuống găm mà chuyển qua gọi là rồi từ ngữ căn mà chuyển qua với bộ bay luôn trực tiếp luôn căn từ căn găm là chuyển lách giá là với bộ bay căn găm còn anh tí ở dưới luôn rồi 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 thôi đi xuống luôn dạ rồi như vậy ở đây cũng thử ha một là chỉ hiện bất định thứ đó thì chúng ta đi chúng ta nên làm gì còn á nha còn im số im số em đó còn á còn em là tí rồi hiện tại mốt hiện tại khỏi biết tương lai khỏi biết mình làm khỏi cái thời trần tôi đúng rồi trần tí anh vô đúng rồi găm toa a găm cộng toa a găm cộng toa em là cũng là thanh tung a găm toa thanh tung dạ rồi còn cái gì nữa còn cái hình thức là cái gì a găm má a găm má là cộng sao a găm cộng má hả dạ a cộng găm cộng má a cộng găm cộng giá cộng giá chuyển m chuyển mà không được nữa yeah. Hoặc cái này nha a găm toa hoặc là bằng bằng cái a găm má a găm tung rồi rồi câu số 5, câu số 6 để xong rồi tôi sẽ cho câu hỏi số 5 mà mình lại dùng cái a găm toa để nó sao lên câu số 5 cái số dạ nào a găm toa ý là sư nói cái câu của chị đó mình sẽ dùng cái này hồi nãy là chị biết là cái gì
biết cái gì nó ngày sống mà để nó lại đến đây để sống chị đó. Đúng rồi đó, đúng rồi. Đi kiếm cho con bé sống. Sao cái cửa, cái cửa thì phải đóng luôn chứ hả? Mới để chưa có chưa bắn luôn hả? Bây giờ con bé gì đó chẳng quý hương hả? Chị bạn chịu quá nên mấy chị không tụ muốn cái này xin nó đã gì em mời anh mời mà anh mời anh mời lâm má em sạch căng rồi các vị sửa nha tới con nào chú hoa để cho chị lên chụp là cái gì đợi câu số 4 không để sửa câu số 4 nữa câu số 4 ở đây là cái gì? Tên là Kada Quang Đê Sê Tùng Tát Tà Rá Cách Chí Sá Tí. Câu số 4 Kada Quang Đê Sê Tùng Tát Tà Rá Cách Chí Sá Tí. Câu số 4 câu hỏi nha. Ở đây là cái chí sá tí nha. Ở đây là chí sá nhập rồi nha. Khi nào bạn sẽ đến để đi xem nơi ấy? Là sao? Ở đây động từ chúng ta sẽ là hiện tại ha, sẽ là tương lai cái chiếc xác xí nè. Ngoài hỏi ví dụ từ sẽ là con đã khi nào bạn sẽ đi gì? Bạn sẽ đến, bạn khi nào bạn sẽ đến đó nè, tức là đi đến đó đó. Để cái gì? Để thuyết giảng. Đi xe tí, ở đây tức là cái gì? Để giảng, không như để nói pháp. Và để xem ha. Khi nào bạn, tức là khi nào bạn sẽ đến đó? Đến đó được rồi. Đó để thuyết giảng vậy. Sao nên nó tự nhiên thấy tụi mình phần ví dùng mà. Rồi đê xê tung ở đây đê xê tung tức là nít cộng e cộng tung là e ha đê xê hí và đê xê hí này là cái loại gì? Đê xê hí là mình nâng cấp. Sư phạm chia là cái gì? Ở này là cái gì? Nguyên thể hả? Đê xê hoa là cái gì? Bất định hướng tự. Bất định hướng đâu không chia. Đê xê hí. Bất định hướng là gì? Bất định hướng là gì? Đê xê. DC toa. DC thấy DC toa. Rồi đúng rồi. Rồi chụp đi chụp. Cái đầu ra mà người ta sẽ chọn bất định thứ gì vậy? Cái nào mà dễ nhầm thì mới chọn nhỉ? Không có thích cái e là cô cúng hả? Còn cái e nó chờ xíu, mình chờ xíu cô hỏi xuống đây chờ chụp xong rồi. Rồi cô cúng chị Diễm đúng nhỉ? Hai người nhỉ? Dạ. À, mốt môi vậy này. Dạ, nữ em với chị. Ok. Chị là lộn câu. Tại chị không phải con đưa tới đi. Em này sư. Dạ. Em không phải số mấy vậy? Nó sẽ chung là số 78 hả? Chị Duyên cô bút đổi câu đi. Đổi câu là làm câu rồi. Các vị để ý nha.
chỉ có chia động từ ở ba cái cho sư thầy: bất định thứ, bất biến quá khứ, phân từ và nguyên thể thôi. Còn bên các động từ kia khỏi được thì đi ra ra luôn, chỉ cần biết hay là phải, biết hay là phải thôi. Bất biến quá khứ, phân từ, nguyên thể, và cái đó cần phải cái này nó dễ lộ. À, Lữ Huỳnh gì đấy à, cày thôi chứ đừng cày sới nha, tức là cày bừa, tức là cày bừa. Rồi sau khi cày, sau khi cày xong rồi họ gần như xong, sau khi cày họ đã đến đây. Vì tiếng mà tôi chọn tạo lâu trời. Ủa? Tại nhiều khi chọn lại cái này. Tiếng Anh vẫn là ở trên cùng. Nó này giờ mà làm cái này nên. Cảm thấy cảm tung luôn. Bữa nay là cái nào em nó lộn xộn. Thì
nó lắc mấy máy nha. Yên tĩnh. Con đi về vô sớm năm mà con mới quên biết là đi làm rồi làm đi. Bất bí. Con ngọc quan là làm á, là buổi trưa không ngủ luôn. Không có chị. Làm đi. Connection successful. Chúng ta vào câu số 7 nè. Maya Gidadi Akara Bukhtoa Wabi Tung Akim Vichisama. Bây giờ chúng tôi ăn ở đây rồi đi đến đó để cấy. Rồi như vậy chúng ta cũng đi động từ chính của nó là chiếc sa mát là tương lai. Chúng ta không có chia sẻ thì chúng ta cũng chật lớp luôn. Chúng bây giờ chúng tôi sẽ sẵn nhé. Bây giờ chúng tôi sẽ ăn ở đây và đi đến đó để cấy được như sự gieo trồng hôm nay sau khi. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ ăn tới giờ ở đây rồi đi đến đó để cấy không để mà đọc mà cũng chép vô mà rồi được rồi bây giờ chúng tôi rồi được rồi làm tiếp câu số 9. So bikini tung ipo gan qua tato kini qua ira agachi
Ở đây chính động từ chính, động từ chính của nó là hai cái chí là bất định khứ vậy, bất định khứ. Hòa hợp với là chủ từ sẽ là xô ha, tức là nó từ nó hoặc như là hắn ha. Ở đây trước khi mà cái gì đã đến đây, tức là đã trở về đây đó, đã trở về đây để mua từ đó, thì trước khi đó tức là cái gì, nó đã đi đến từ đây ha, đã đi đến đó để mua, sau đó để bán, rồi bắt đầu mới mua đồ từ đó, rồi bắt đầu mới trở về đây. Các vị hiểu không? So ở đây có nghĩa là nó đang đứng ở vị trí A này, bây giờ nó mới đi đến từ đó, nó mới đi đến đó ha, tức là từ đây nè nó mới đi đến đó để làm gì, để bán, rồi bắt đầu nó mới mua hàng lại ở đó, rồi bắt đầu mới trở về đây. Anh ấy đã đi từ đây. Chúng ta mở mặt theo cái chỉ nghĩa đến đó nè. Tại từ đây mà, từ đây anh ấy đã đi. Vậy như là anh từ đây anh ấy đã ra đi để bán. Nhưng mà chúng ta phải mở mặt ra đến đó để mới biết rằng tại vì ý đá ta cô đó, rồi bắt đầu là cái chữ ta cô đó, chị thì hiểu không? Mình hay cho cái chữ mà canh qua luôn, ta cô là nó nằm trên canh qua luôn, tức là nó từ đây nó đã đi đến đó để bán sau khi mua và trở về đây, tức là sau khi mua ở đó. Nếu mà nơi đó là chúng ta có thể sử dụng hơn căn khoa luôn cũng được, hiểu không? Ta tôi chúng ta sử dụng hơn căn khoa luôn để cho nó vấn đề. Còn nếu chúng ta lặp lại hai lần từ đó như vậy thì nó có thể hơi nó bị lấn cấn. Còn nếu mà anh ấy đã đi từ đây để bán thì từ đây mình đã đến đâu, thì đã đi mà không có nơi để đến nhỉ? Như vậy đã đi thôi. Thì phải một là chúng ta nói là từ đó lên phía trên luôn, chúng ta khỏi cần phải sử dụng cái phía dưới mà gọi là đã mua từ đó nữa, mà khỏi tức là sau khi bán thôi đến đó để bán rồi bắt đầu nó mua luôn, rồi bắt đầu nó trở về đây. Chỉ sửa lại cho nó hợp. Hiện tại không cần đi nữa. Nhưng mà bây giờ nói là nó đã luôn hả? Nó đã đi từ đây đến đó để bán, phải mua hàng và trở về đây. Nó đã đi từ đây đến đó. Nó đã đi từ đây đến đó hả? Để bán. Nó đã đi từ đây đến đó để bán. Phải mua hàng. Mua là chữ hàng thì chúng ta bỏ trong mặt đơn đó. Mua là phải biết là mua hàng. Nó đã đi từ đây đến đó. Mua rồi mà hàng và phải đấy, rồi và đã trở về đây đó, để nó gọn chứ cái câu nó gọn liền. Rồi ở đây động từ tức là agachati nè, hiện tại tương lai agachati, rồi đúng rồi, bất định cứ là agachi agamgachi rồi đúng rồi, agachati là agachi giá đúng, mình lệnh cách agachatu agamgachatu rồi đúng rồi. Bất biến với cái phương tự là Agachitoa đó là Agamgat Agitoa. Rồi nó còn tên là cái gì nữa? Agamtoa. Rồi cái gì nữa? Agamma nữa. Đây là những cái hình thức mà chúng ta có thể viết thêm để chúng ta hiểu hả? Tại vì phía trên chúng ta vừa dùng Gamtoa mà phía dưới chúng ta dùng Agamtoa. Rồi mà Ung thì cũng như vậy, là Agachitung thì là Agamtung nè. Rồi Agamma chị, Agamma thì mình trong Nga rồi. Rồi hiện tại ở đây cái cha má, cái chi sa má, cái chi má, cái chi ha, bất định khứ nữa, dặn rồi đó, mà cứ cái ví dụ gọi là từ căn này mà chuyển không verbal base là chỉ có cái ví dụ này không, đừng có mối cô viết ở dưới đi để sửa chứ. Gam cộng gấp cộng im há im ha. Rồi bất định thứ là gam toa.
gân toan căn gân, cái này gân nha, m nè, m nó mới đổi thành n nha, nó mới được gân toan. Rồi gân lưng cũng tương tự như vậy luôn. Gân. Rồi. Rồi chụp vô. Rồi câu số 8, chúng ta đi tiếp. Te attraccio pre qua ito da vi qua. Chị đã tiếp cận. Ba vi qua. Rồi ta tập ra ba bút nhìn xuống là câu số 8. Câu số 8 ở đây chúng ta sẽ làm tạo từ chính của là ba bút nhìn xuống là bất định nhận. Các bạn xuất hiện vàng với chữ lượng sẽ là T nha. Tức là bọn họ, tức là bọn chúng hả? À, tại vì ta chua re qua rồi. Tức là cướp, là trộm cướp đó. Tức là bọn chúng. Như thế nào? Chúng ta đều sử dụng là chua re qua và đa vi qua đều là gì? Bất định hướng hết nha. Bọn chúng đã trộm ở đây. Đã trộm ở đây, rồi bắt đầu từ đây là chạy thoát, đã trộm ở đây, rồi là chạy thoát khỏi đây. Chúng ta ý tôi đây, chúng ta dùng nghĩa là chạy thoát khỏi đây nha. Chứ đừng có là từ đây chạy thoát, nó không thì bọn chúng á, sau khi trộm ở đây, đã chạy thoát khỏi đây. Và đã đến đó, ba muốn đi xuống là đã đến đó hả? Cô Nga nghe tôi nói đó là sửa lại cái câu của cô nè. Bọn chúng đã trộm ở đây, phải chạy thoát khỏi đây. Bọn chúng đã trộm ở đây, phải chạy thoát khỏi đây. Phải và đã trộm ở đây, phải chạy thoát khỏi đây. Nó là đùa quê hả? Ito đó, Ito là chạy thoát khỏi đây. Chạy thoát khỏi đây phải và đã đến đó. Đã đến đó. Biết tiếng mà nói không á chị bên trên đó. Bốn cái hiện tại luôn đi, cho nó xuống dưới. Đã đến đó. Rồi. Bọn chúng đã trộm ở đây, chạy thoát khỏi đây và đó. Ba cô nhìn xuống mà đã đến được đó, đã đến đó được. Chị in xuống có dấu chấm. Chị in xuống là ở pro. Đã đến gần. Nhanh nha, không kéo giờ nha. Mấy cái dụ mà hiện tại là tương lai là khỏi biết cái chuyện TTL gì hết, là tôi biết ra cái động từ sư phải nói nhau bằng chữ phải thôi là tự sư hiểu được. Mình biết chứ phải như vậy, thứ nhất vừa tiết kiệm hàng rồi chứ không phải xuống hàng hoài như vậy. Nói chỗ đó mà biết nói nhau lên đó làm cái gì, ba cái mà cần chia là biết ba cái đó ra trước, còn cái kia là biết bằng cách nhân bằng dấu phẩy. Ba cái mà cần chia là cái gì? Bất định khứ, bất biến quá khứ phân tử và cũng như là nguyên thể. Ba cái đó biết trước. Còn hết cái đó thì biết là một lượng luôn, còn hết luôn, còn hết. À rồi. Bây giờ biết ra bất định khứ trước, biết lên trên đàng hoàng, bất định khứ. Rồi bắt đầu sẽ là bất biến quá khứ phân tử, rồi bắt đầu nguyên thể, còn tất cả những cái mà hiện tại, tương lai, rồi cũng như là khả năng cách là cách gì là biết cùng hàng với nhau hết. Yeah.
Câu số 10. Sa che cho che re toa i da a ga che ya. A han dan da ni sa mi. Đối với cái câu mà có mệnh đề điều kiện này, chúng ta không có dịch cùng với cái động từ chính của nó phía sau. Mỗi vế nó đều có một động từ riêng của nó. Cái vế đầu đó là ăn cái chi giá nè, là khả năng cách mọi thứ và số ít hoặc là mình chủ từ sáng xua. Và cái động từ vế sau đó là chia theo tương lai nè, hòa hợp với lại á hẳn. Như vậy là nếu nó như thế nào? Mà chạy đến đây. Nếu nó có thể trở và đến đây, tôi sẽ đập nó. Tôi sẽ bắt phạt nó. Tôi sẽ bắt phạt nó. Tôi nghĩ hôm qua chị cũng dặn dịch đã đánh sau khi chị mới coi lại là sư cái từ đánh đá ý mà đánh đá chắc tiếng đó chưa xong muốn như cái đó là một cái là mình đánh bằng cái là mình bị đánh cho nên bị đánh chưa nào cái đánh đá giá tí đó chưa xong mà đánh đá không nó là đánh đê tí nó là hành phạt đó trừng phạt tăng phạt còn cái đánh đá tí là có bằng từ đó không chị giá từ cái động từ mà đang đe tí vậy còn đang đá tí nữa đang đá tí coi là đánh nó không đánh là chúng ta dùng là bá hara tí bá hara tí vậy đang đá tí là hình thức là hình thức là chỉ có tiếng miếng là hình thức từ cái động từ mà đang đe tí nha. Chúng ta không sử dụng hình thức đa tí nha. Chúng ta sử dụng đa đe tí mà e bằng ai giác này. Mà cái nào e nó bị là ai giác mà. Chờ. Nếu như sau khi ăn chợ mong rằng chúng ta sẽ về đây, tôi sẽ kịp bạn. Chị đọc, chị hiểu cái câu chị biết không? Nếu như là anh ta sau khi ăn trộm xong, anh ta trở về đây. Mà chị biết như vậy là chị hiểu không? Nếu như sau khi ăn trộm mong rằng hắn ta trở về đây, tôi sẽ trừng phạt. Có thể thôi. Đúng rồi. Giả sử mà. Đúng rồi. Nếu như đâu cái này, anh không có trở về thì trừng phạt chứ. Tội của mình có mọc. Dạ. Chị coi nè. Cái động từ của Yeso là anh ấy chia giá đúng không? Và phía trước nó có cho rê qua nữa. Như vậy chúng ta cho rê qua chúng mình sử dụng thêm cái anh giá luôn. Như vậy đó là nếu mà nó như thế nào, nếu mà nó đến đây anh chị giá đi đá anh chị giá, nếu mà nó đến đây mà trước khi đến đây nó phải chọn, và nếu mà nó chọn rồi trở về đây tôi sẽ bắt phạt. Nếu mà nó chọn rồi trở về đây, tức là sau khi chọn nó là nó chạy về đây nè, về nơi mà tôi đang đến nè. Nếu khỏi mọi chi nhớ luôn, nếu nó chọn và chạy về đây, nếu nó chọn nếu nó chậm và chạy về đây, nếu nó chậm rồi nhảy về đây, tiếng Việt của mình làm cái gì không có nói là nếu nó chậm và chạy về đây thì tôi sẽ phạt, nếu nó chậm rồi chạy về đây vậy tôi sẽ bắt phạt. Tôi sẽ trừng phạt nó, bắt phạt hơn được là nghe nó nhẹ nhẹ đi, trừng phạt hơn được lắm, thanh trừng.
Rồi câu số 8. Câu số 8. Bọn chúng đã trộm ở đây, nhảy phát ở đây và đã đến đó. Màu xuống. Rồi động từ cần kia là gì? Ba bú niêm xuống. Ủa nói cái động từ mà gọi là bất định cứ ba bú niêm xuống cần phải tách ra mà không tách. Thấy chưa? Trung quy đó là gọi là mình nói một đằng là có nghe một nẻo không ạ? Cái quá khứ là con phải sẽ căng hoặc là tắt. Cái bất biến quá khứ, cái gì bất bất định thứ là cần phải tắt nó ra. Rồi ta tắt luôn, ta viết cho hiểu luôn nha. Ba bốn điểm xuống tới là gì? Thành na. Là ba bốn na là cộng với điểm xuống. A được xóa bỏ. Chắc trước khi lên nó là phải dùng sự mặc định nên ha. Có cái nút gì bằng cái sự mặc định cho cái cấu trúc yêu cầu để làm cần làm cái gì nữa. Ví dụ trên sàn tiêu đề trên cái gì mà chăm chú đây một và cũng nghiêm xuống rồi đó cũng đang dùng rồi hiện tại cũng không biết mệnh lệnh có biết khả năng có biết mà mệnh lệnh không biết rồi ba bú ní toa trường tâm ba ấp ní toa đâu là một câu dụng ý toa ngon như vậy ba bá ấp cổng na bá bún đi toa ý định nam bô tên là bá bún đi không chúng ta dùng ba bắp bô luôn ba bún đi toa chúng ta dùng ba ba bún na tiếp tục tí ba bún đi nó có hai cái sự ba bún bà chúng ta dùng là nô đó là bú ní toàn là bú bà bú là bú bú tí bà bú ní bà bú ní bà bú nô bà bú nô nó dễ chịu hơn cái gì có tô nhưng mà con nghĩ là con cái nó dễ có hai loại quá phú tiền toàn quá tiền toàn quá trí giá và quá bắt buộc tôi cầm cầm ghế sắp tiền gì rồi bỏ u na nha rồi bắt đầu mà a mới xóa bỏ đây ba bú ní toa tức là bá cộng ấp cộng u na cộng ý ý được dạng vô cộng với toa a á là nó thành trừ âm rồi ba bú ní tung tương tự như vậy luôn thành ấp ba rồi rồi xong các bạn biết cái động từ ba bốn đi toa ba bốn đi tung như nha cái đó là cần biết rồi đó phá cộng ấp cộng với u na cộng với toa đi được chèn vô a á đó là em trường năm là a rồi câu số 10 nếu nó trộm nếu nó trộm rồi thì từ đây tôi sẽ bắt bạn rồi đăng đề tí để anh nhé đăng đề tí đăng đề đi biết không chưa nữa,
Dạ mi. Anh đi. Dạ. Rồi. Xem khả năng. Em nói. Mình là rồi mời hai vị lên, hai vị cuối cùng ở đây là 10 rồi đúng không, rồi 11, 12, 13, 14, 15 rồi anh đâu còn lại luôn chưa, còn hết luôn chưa, chụp chụp hình chưa, rồi rồi gửi lên group rồi ông nè, cũng nè con số 15 với 3 đồng từ đó rồi à, nó có thì cũng nè thì cái sắc cố thì cũng nè đúng không, để bảo trực cái đó đó, để bảo biết cái đó vô cái đó quan trọng nhé, dạ. Gió này nhìn rồi bố cho lẹ, bố cho lẹ đợi giọng nó cái gì nhỏ giá đi, đây con có động từ đó nè, à, có động từ đó nhưng mà được chưa nhiều chữ à, nó không biết làm cái gì còn nhân luôn. Ủa sao cô 15 thứ mốt cũng cần lần lên vậy? Cả 8, không có 8 mà. Không, 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 cũng phải tự làm chứ sao? Thứ mốt là từ 15 được. Nói ra có làm không nào không? Không, 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 không dám làm. Không chưa làm, ta phải làm những gì. Rồi, cô cũng được 12 nữa đi. Đúng, đúng, đúng. 13, 14, 15. Ủa cái này cũng được. Dạ đi xa. Dạ đi xa. Dạ đi về chứ gì. Dạ đi xa đi xin tùng. Các bạn lưu ý cách trình bày nha. Giống như thầy sẽ nói rồi. Ba cái cần chia là chia. Mấy cái kia là biết dấu phẩy với nhau. Yeah. Không biết ra dài dòng nha. Dạ. Phú có biết tập hợp đi. Để đi nhớ mà đi nha, tập chia cho quen nhỉ. Xa về người nữ hay bị nữ ấy cô ấy nữ ấy bị khuyết mà cái đâu của mình nó có nói ra ngày mai dân cô xài cái từ cô ấy nó nghe còn dễ hiểu con chị từ ấy nghe cái ghê gớm vậy, nếu cô ấy nếu cô ấy có thể thuyết giảng thì ngày mai cô ấy có thể đến đây bây giờ con kia này cái này cái này không biết sao đúng rồi em yên các cô này nhé.
Đó là mẹ cơ. Nếu cô ấy có thể thích dạy thì đề mang cô ấy có thể đến đây. Đến đây là những phần hướng đến đây để thích dạy nha. Thì mình đây sẽ tôi được lập lại cho các chị. Cho các chị giá đó nha. Dạ. Tức là có thể đến đây để thích dạy đó hả? Như vậy là chúng ta đến đây, cô mở mặt ra. Phía trên mình đến đây nó cô mở mặt ra để thích dạy. Tại vì desetone này nó sử dụng cho desetone này nó như thế nào, nó sử dụng cho cả sắc của đây giá và cũng như ai cái giá luôn, vì là chủ từ của nó là một cái sa thôi, đúng rồi, để thuyết giảng cho nên là desetone sử dụng cho hai bé luôn. Nếu cô ấy có thể thuyết giảng thì ngày mai cô ấy có thể đến đây để thuyết giảng đó. Rồi rồi tiếp tục là tới động từ sắc của này nhé luôn. Rồi. Sắc của này nhé luôn, sắc của này nhé luôn, chia bớt một chút luôn. Sắc của này nhé là từ động từ gốc đó là gì? Sắc cô. Sắc cô tí. Mình có cái gốc từ là sắc cú này giá. Tại sao là sắc cô được? Sắc cú na tí. Cô biết là sắc cú được kìa. Sắc cú này, sắc cú na tí. Sắc cú na tí. Na mới chấm dưới nhỉ. Sắc cú na tí, na tí không? Định từ gốc của nó là sắc cú na tí. Và cô chưa bất định thứ nó là gì? Bất định thứ sao lại nhớ được? Na sắc cú ni. Thôi được con ghi cái gì? Sắc cú na tí, sắc cú na tí. Rồi, cái tại dưới đúng rồi. Thầy nhớ là sắc cú na tí. Rồi, bây giờ nói chuyện có bất định thứ là cái gì? Rồi, bây giờ rồi, cho ngữ căn luôn. Rồi, ngữ căn là cái gì? S-A-K. S-A-K còn... một chữ K, tao một chữ K thôi. Một chữ K thôi. Cú na. Cộng với cái gì? Cú na. Rồi, cộng với cái gì? Cộng với tí. Rồi. Từ cái này sắc cú na tí, bây giờ mình chuyển thành là có định thứ. Tí sắc cú na. Mình định thứ là... Tí. Cô ấy mà đi đi cô thì nó là cú ni, nó là cái này luôn. Bây giờ cô biết cái động từ đó đi, biết cái động từ của định thứ này trước khi mà chúng ta bây giờ cô biết cái động từ và bất định thứ của cái chữ đó ra trước, đặt phía trước là sắc gì? Thì sẽ nói là chia luôn nhé, chứ khỏi cô biết ra hả? Ví dụ cái động từ gì khi nào tí đó rồi chia bất định thứ là gì? Đúng rồi, khi nào tí là khi nào khi đi khi nào đó. Này tự nhiên nó bắt vô địch cao. Để con ngâm cứu cái này. Rồi. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Sắc cú này á, cô phía trên cô bấm lên thành dấu chấm cho nó nữa. Sắc cú này á, N chấm dưới nữa. Rồi. Rồi, đi tiếp. Rồi giờ chia rồi, ăn cái chi giá luôn. Anh chơi nhé, anh chơi tí mình chơi bất định thứ của nó. Mình chơi bất định thứ ba cái động từ vượng. Chấm dưới, chấm dưới. Nó không có chấm vô nhỉ? Hả? Chỉ có một cái chấm vô thôi. Nếu không phải mình bôi đi nhỉ? Nhưng mà nó chấm vô là đúng rồi đó. Cô Phúng có bao nhiêu động từ? Quá say da, nó là một động từ. A gấp má là một động từ.
gan gan toa là một động từ nữa, rồi bắt đầu sa sa si. Ủa sao em sa si tán hả? Chi đúng nữa. Người ta là quá si tung mà bây giờ là quá si tung hả sa? Nhìn qua cái động từ, nhìn qua cái đề, người ta là quá si tung mà đâu mà qua sa si tung. Gì? Chu quá si tung á. Quá si tung. Rồi chia hết cái đó rồi. Chia hết. Không có dụng mà chia như đó vậy, chia hết. Bất định khứ là biết hết cái động từ đó ra một lượt. Yeah. Là nếu như có nghĩa như vậy đó, một loạt như vậy đó, bắt đầu qua hết cái phần, là qua cái gì, qua cái bất biến quá khứ phân từ như vậy đó, là ba cái đó quan trọng là mình làm cái đó. Bây giờ con lỡ luôn như thế này. Rồi lỡ. Con kẹo luôn. Lên nước lên năm 11 cũng xưa rồi. Con đi ở tay ba cái ấy, vừa xưa dạy. Con đi. Con đi qua cái mình tự con chia mà DC trước. Sipa đi xếp tung. Tại sao con không chuyển đề là DC? Từng từng là ít căng chứ. Rồi, nếu mà như vậy thì viết nữa. Rồi, cộng đề rồi. Cộng đề rồi. Toan. Rồi, toa. Toa với tông luôn á. Rồi. Con rồi. Ý là thật ra em không biết như thế nào vậy. Này cái thứ đó là động từ nguyên mẫu. Rồi. Nguyên thể. Tổng từ cái điểm NT tức là nguyên thể được rồi. Rồi kế tiếp sắc cú. Câu 11 đó là sát chia tâm hiệp tác vô agam má ít đá. Quá xây dạ thá. Má dạng cho ta ra gần tòa quá xí tôn sắc cú nít xà má. Sắc cú nít xà má. Các thầy phía dưới nhìn lên bảng nha. Yeah. Có biết hay không? Câu số 11 như vậy chúng ta có hai vế. Một là vấn đề gì? Cái mệnh đề nếu hả? Nếu như vậy kết thúc cho nó là cái động từ nó là quá xây gia thá nha. Hoặc là chủ từ sân tâm nghe. Quá xây gia thá tức là động từ quá xá tí nha. Là sống, tức là hãy sống. Ây gia thá là có thể, nó sẽ sống. Có thể sống ở đây. Và ăn gầm má tâm gì? Đã đến, hãy như là có thể đến từ đó và sống ở đây. Nếu mà các ông có thể đến từ đó và sống ở đây thì chúng tôi như thế nào? Chúng tôi cũng sẽ, tại vì tổng tư chính là sắp muốn xa má nhà, chúng tôi sẽ đến đó và có thể sống. Tức là chúng tôi có thể đến và sống ở đó. Mai nghĩ rằng là gì? Nếu mà các ông có thể đến từ đó và sống ở đây thì chúng tôi cũng có thể đến và sống ở đây được. Chúng tôi đến và sống ở đó được. Tức là đi ngược lại. Nếu các ông có thể trở về không? Chúng ta không, ví dụ mình trở về trên quần thế nghĩa mà trở về từ đó và sống ở đây. Rồi. Nếu các ông có thể về được. Nếu các anh có thể trở về từ đó và sống ở đây, rồi chúng tôi sẽ cũng có thể, chúng ta bỏ thì có thể là chúng tôi sẽ đến và sống ở đó, đến và sống ở đó nhỉ, chúng tôi sẽ đến và sống ở đó. Có chữ để thì để tức là để có thể sống đó. Sẽ đến và sống, đến và sống, và sống ở đó. Okay. Các bạn hiểu không? Cái mà cái cộng động từ mà sắc cuốn na tí đó, đó là động từ là to be thôi. Is able, tức là to be hoặc the can hoặc như able to nha. Như vậy nó có thể cái gì, có thể để sống. Như vậy chúng ta dùng cái nghĩa là và sống luôn. Đó. Chúng tôi sẽ đến và sống ở đó. Rồi. Nếu các anh có thể trở về từ đó và sống ở đây, chúng tôi sẽ đến và sống ở đó. Okay. Rồi bất định thứ có nghĩa là gì? Quá xích thá. Quá xa tí. Quá xích thá.
Cái chữ mở ngoặc thì chị Agam giá đó cô để là em mờ đi qua rồi thành em mờ mờ luôn giúp sự em mờ qua thành em mờ mờ luôn đó, nó rõ hơn tức là bị đồng áp em mờ qua rồi nó thành em mờ mờ từ của em đã từ của em rồi thì chính xác rồi gan toa chỗ này khó gan toa tức là gan của toa rồi ok sắc cú sắc cú đi toàn hả? Dạ. Chúng ta nhớ là con dấu chấm hả? Dạ, nhưng mà sử dụng này là sao cái chữ A này nó cứ mất hả? Dạ không phải, cú ra không phải là ngữ căn nha. Cú ra không phải là ngữ căn, ngữ căn của nó là sắc. Bằng ăn sắc. Sắc cú đi toàn ăn sắc rồi. Cộng với uống nè. Ý mà không có cộng mà ý. Chúng ta bỏ ngoặc đơn đó là được chèn ý vào. Rồi. Saku ní toa như vậy. Ý nó chèn vô thì A được xóa bỏ nha. Saku ní toa. Thì A nó được thả lên. Được bồ nữa. Rồi vậy thôi. Saku ní toa. Rồi quá xí. Quá xí tí luôn. Quá sơ tí thì chia theo bất bất cứ một cái phân tử, nó còn có quá xí tung nữa đó, nó còn quá xí tung nữa. Quá xí tung trên này có rồi xin. À rồi rồi ok rồi rồi xin lỗi. Nhưng giờ chia hết này. Để nó hết chưa? Chưa chưa. À rồi. Chia vậy các bạn giỏi thêm thôi. Làm cái tung nữa hay không? Làm cái tung. Làm cái tung. Còn hai tôi bỏ rồi. Hàng ngăn. Hàng ngăn tung. Rồi câu 15 hả? Câu 15 chúng ta sẽ thấy là cái gì đây là tung nghe ý đá mi si di toàn ma ni rô tung. Mà rồi nít ha tất cả các chất thác gần tòa bú tòa sẽ nhất thác ở đây một loạt chúng ta sẽ thấy bất biến quá khứ phân tử đúng không tập từ chính cho cái gì tập từ chính cho cái này có nghĩa là gì chúng ta là nít thác ha và là cái chất thác cũng như là sẽ nhất thác nó có ba tập từ chính luôn ba tập từ chính luôn à mà nó đều tại vì gạch chất thác này cũng như là sẽ nhất thác cũng như là rồi nít thác đều giống nhau cả nít thác đều giống nhau cả ông Rodita là Rodita tức là bất để bất định cứ rồi bên này tôi muốn thứ hai số nhiều đó nên tuần hè đó thầy ít tháng nhưng mà a tháng bên này tôi Rodita tức là bất định cứ nha như vậy là các anh nè các bạn chớ ở đây chúng ta là sáng giá tháng là hiện tại hoặc bây giờ là mệnh lệnh tháng là của gì mệnh lệnh với là hiện tại đều giống nhau đúng không? Đều là số nhiều là gì? Là tháng đúng không? Hiện tại tức là tí anh tí ý tháng, tí anh tí si tháng ý má. Còn mà mệnh lệnh cách là gì? Tú anh tú si tháng ý má cũng là tháng luôn đó. Cho nên là cái chết tháng và sẽ chết tháng thì lại là các anh hãy. Nhưng mà chúng ta làm mau rồi đi tháng là chớ có khóc. Mà trước khi đó nó là cái gì? Chớ ngồi ở đây và khóc. Rồi phải cái nó bắt đầu hãy đi đến đó rồi bắt đầu đó là cái gì hãy đi đến đó với sư nhiêu được hay chia hết với sư hãy đi đến đó ăn và ngủ xong khi đến người ba sửa rồi tại vì á chúng ta nhớ rằng là những cái tam quan này là tam quan thứ lớp sau khi sang giáo tháp tức là nó được lặp lại thì nó được một cái chất khác tức là hãy đi đến đó sau khi đến đó hãy thì chúng ta để đi sau khi nó cái vế mà sau khi chúng ta để giữa nó sẽ lớn cấm chỗ này mới công với cha tiên
khi là sau khi nó bớt được cái từ đó thì đến, tức là sau khi đến rồi đó thì có thể ăn ngủ rồi đó, ngủ giấc ngủ, ta phải ăn ngủ để ngủ giấc ngủ, ngủ giấc ngủ. Không cơ, các cháu có thể ngồi ở đây và chớ có khóc mình đập thì nha. Rodithá là bất định thứ nha. Rodithá là bất định thứ. Rodati. Khả năng cắt. Không, phải khả năng. Đó là khả năng, nó là mệnh lệnh hoặc là hiện tại chứ sao khả năng được. Mệnh lệnh nó là tí ăn tí và tú ăn tú chứ, nó thá chứ. Cô chia trật rồi. Khả năng là gì? Aya si, aya tha. Mà nó đâu đâu aya đâu, là sẽ cái tháng mà. Đúng không? Khi đã đến đó. Như vậy ra là các con hoặc như là các ông đó, hoặc như các bạn đó. Nếu mà con thì cho thì cũng đã chớ khóc à, tức là đã đến các ông. Rồi, bây giờ cô dịch vậy nè. Các ông hoặc như là các con sau khi đến đó chớ có ngủ, chớ có khóc à, sau khi đến đó chớ có khóc. Thì chúng ta phải nhờ vào cái sau khi nhiều rồi. Tức là các con chớ có khóc khi đến đó rồi. Cô biết đi, các con biết ngồi nữa thưa sư. Các con khi các con đó các con ngồi ở đó, các con đó khi ngồi ở đó chớ có khóc. Nghe đi. Các con khi ngồi ở đó chớ có khóc. Các con khi ngồi ở đó, khi ngồi ở đó. Này là ngồi. Khi ngồi ở đó chớ có khóc. Không, tôi cứ biết đây rồi. Rồi sư chị chứ. Khi ngồi ở đó. Thì là sau khi đó, thì lấy là khi thôi. Khi ngồi ở đó. Khi ngồi ở đây chớ có khóc. Rồi phải cái. Phải cái là bắt đầu tiếp tiếp là không không có dùng chủ từ nữa. Rồi hãy đi đến đó. Hãy đi đến đó. Rồi cái tiếp là hãy đi đến đó. Các con khi ngồi ở đây chớ có khóc, rồi hãy đi đến đó. Phải. Sau khi đến, cái tiếp nữa là khi đến, sau khi đến, hoặc như là khi đến đó được. À, khi đến. Đến rồi thì khi đến, nhưng mà chúng ta phải bỏ mở ngoặc ra thì có cái đó nữa. Khi đến đó. Em đang chưa đang hỏi. Mở ngoặc ra, mở ngoặc thì đó, khi đến đó. Hãy ăn. Hãy ăn và ngủ. Hãy ăn và ngủ nha. Khi ăn. Hãy ăn và ngủ. Còn ở đó nữa, tại vì hồi nãy ra cái chị nó từ trên đó. Xin biết nó được từ con bao trên được kia trên. Có được không con chụp nó. Hãy ăn và ngủ. Ở dưới này thì rồi bỏ chị ở đó luôn. Thôi đi được nằm. Rồi. Tập xuôi nè. Các con khi ngồi ở đây chớ có khóc. Rồi hãy đến đó, khi đến đó hãy ăn và ngủ. Rồi. Hãy ăn và ngủ. Thì con có biết làm từ. Dạ rồi. Vậy nó phải vậy nó dấu phẩy là phải cái một chữ cái một dấu phẩy chính đó hả nha. Rồi câu số 11, câu số 11 như vậy là phía trên là đúng rồi này. Sakuni và rồi ok Agamtung, tức là Agamtung rồi ok Agamtung rồi nó tên tương tự như vậy. Sakuni luôn ý ra rồi tương tự như vậy. Các cha hả, các cha hả, các chị hả, chủ từ của nó sẽ là tâm he rồi ok. Cái cha thá là cô muốn xài là cái thì gì cô nhá. Chúng tâm sư sư hồi đang hỏi là thì gì. Cái cha thá này từ dạ cái này thì hiện tại ha. Hiện tại là gì? Tí anh tí xí thá. Như vậy có bao nhiêu có a thá không? Cái cha thá thôi không. Bôi cái chữ a trừ âm đi nhìn cái này dạ. Rồi anh gia khá thì ok. Dạ. Yeah. Chí sát khá thì ổn. Chí sát khá thì ổn. Rồi sắc cú na má bí đi. Sắc cú na má vì là chủ từ nó là má dân đúng không? Sắc cú na má thì là dưới. Nói cho một chữ.
Con này rồi. Đây là trong dưới hết. Bây giờ chị chia cái nào mà chưa có đi. Sakuna là Sakunisa mà chưa rồi đi. Sakunisa bất bình thứ hả? Thế là ba là làm gì rồi? Đúng rồi. Rồi. Thì được rồi, sư với cái này khỏi chia sư. Rồi rồi rồi. Rồi đã thấy em phải cho bác tí luôn. Chụp đi chụp thử. Nhí tí. Đi toàn chụp con áo nhau về. Tiếp theo. Đến giờ. Ủa sao không làm con số 14? Rồi đi con đã tí. Phải không? Con đã tí. Rồi đúng rồi. Con thuốc. Mình cộng an. Rồi đến cái tiếp. Rút mình không bôi xong rồi nhớ để 11 tiếp theo nữa nha. Rồi qua 12 luôn. Rồi qua 12. Kiểu anh Giang á, anh Giang tên mấy giây. Mấy bạn nó còn mấy bước nữa. Tại vì nó tới 4 động từ nữa. Mấy động từ kia lọc đại. Dạ. Lên rồi hả? Rồi kia chụp rồi. Con tóc hãy đi đến đó, khi đến đó hãy hạ tâm. Phụ hỏi cô cho mình tất cả cho. Phụ hỏi. Phụ hỏi. Ni xì đi và bất bí bất tư 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 đi xì đi và ni xì đi tung. Không kia nhảy tới khỏi lần kia. Rồi ni xì đi và. Dễ. Đề xì đi những cái động từ đó. Cái này dễ rồi, cái này khỏi. Cái này. Cái này qua. Thì em nhớ đi Hồng Vân. Rồi đi. Anh thích kia. Câu số 12 sa chia toàn tất tháp gần toàn đề xây gia xí phải đề xây gia xí phải cái cô rồi má dân sô tung tá hiền cái chiếc xà má dưới mà đến dưới rồi cái chiếc xà mà hai là bài tập hết rồi bài tập số 13 còn số 14 số 13 sửa lại nha và là cái gì cô ấy nên đến đây ngày mai nếu như muốn tiếp kể rồi ngày mai nếu như muốn tiếp kể thì cũng được. Nên phải có thể dịch được thân của em đến đây vào ngày mai nếu như muốn thuyết giảng cũng được. Nhưng mà cái từ mà muốn là nó khác nha, muốn là ít chế ít chế này giá nhỉ, ít chế tí đó, ít chế này giá. Như vậy cho nên là nếu muốn thuyết giảng, nếu có thể thuyết giảng, cho nên là chúng ta lật lại cái kiểu mà cái cách hồi nãy trình bày trên kia. Nếu cô ấy có thể thuyết giảng thì ngày mai cô ấy có thể đến đây, thì như vậy nó sẽ chuẩn xác hơn nha. Biết cái này thì nó xui nhưng mà cái là còn cái gì nếu như muốn là khác nha. Anh Lượng Minh Thanh gì đó sửa lại sửa lại cái này còn giống như bốn thì bốn ra rồi làm rồi bốn biết chứ còn ném vào bên để xem coi có 15 không con nè bốn nó có chịu đi xì đi tao rút khẩu tá khẩu toa rút Rồi đi toàn đúng không? Rút khẩu tá cộng toàn hả? Dạ, rồi ý xong chuyện vô. Nè, con A chuyển thành ý. Là gì có dụng bằng A chuyển thành ý? Ờ, vậy thì bỏ cái A đi nhỉ? Nếu mà ấy thì mình bỏ A rồi. Rồi gì nữa? Vô ở trên. Ý bỏ cho mặt đơn, chị Linh nhớ. Ý mặt đơn ở trên á, cái đó đúng rồi chị. A. Biết A vô rồi. Cộng toàn. Cộng toàn. Đây đây xin biết nha, đây đây đây. Biết thì biết, lỡ thì biết, xa xa đây luôn. Cái đi, muốn cộng thì cộng, hoặc là như là muốn cộng đi. Cộng
ý hoặc như cộng b nữa, một dấu cộng cũng được, hoặc như là để vậy được là cộng với toa thôi, cái được là cộng với ý. Ừ. Như vậy tức là rút cộng a cộng toa ý được thêm vô tung rồi bất biến quá. Cái này là đa đa âm á, cái sinh nhân đa đa âm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó chuyển thành ý, nó càng ý. À. Rồi bút toa, bút bút cộng toa, ngữ căn mà làm gì cộng trực tiếp vô toa được, phải cộng với cái gì? Nó mờ, em mờ gặp ngang. Em nhìn cái này. À, từ 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 từ. Cái này thế sao? Cái chuyện nào miếng mỏng như vậy? Nó cũng dữ rồi nha. Cái này lấy là lấy cái này lấy ta. Rồi, như vậy được. À. Lớp trí này nè. Cô rồi là cô. Em bây giờ mới lấy ta. Cô. Dạ. Cô chữ G với chữ T đó. G, T đó là T, T luôn. Cô đừng viết chữ G. Cô đừng viết T mà. G, T đó là T, T luôn. G, T. Đó là tên G và chữ T, chữ G của một bút chung á, học chung à, đó, như vậy đó, người ta sẽ hiểu luôn. Rồi, ok. Rồi bút chính thác, rồi bút chính thác đi nè. Bút chính thác. Bất định khứ của bút, chắc đi bút chính thác. Chính thác. Cô bị thử căng thì cô phải ghi MA luôn nha. Còn nếu mà cô biết bút của S là bút chát, thậm chí ít thác. Á xóa bỏ. Rồi, biết cái đâu. Chị chá chị nhá đó là nhá chá. Chá nhá thành nhá chá. Chá nhá thành nhá chá. Tức là khoáng vị đó. Cái này dễ thương. Rồi. Phải đây cái. À, được sao bỏ. Học luôn. Sửa lại. Bỏ chi mấy em. Ủa. Ủa gì cho tôi học với bà. Rồi, được rồi, chụp đi. Rồi, cái chỗ dễ thôi. Chị nghĩ sức khỏe thì dễ gì chứ. Ủa, sức khỏe mới. Sức khỏe là dọc nơi rồi lên thập chí. Còn câu nữa. Câu 14. Còn làm ra rồi làm chứ sao. Lan chỉ là hai câu luôn đi. Xong rồi làm thì để cho. Dạ rồi, bà cô bác dài đó, làm đi. Mấy cái kia là chi hết dạ, ai làm toa ba chi toa bốn chi toa và cũng như sai chi toa. Không cái bác chi toa sai chi toa. Dạ không không hết luôn. Ai làm toa ba chi tí bốn chi toa và sai chi toa bốn động từ. Hay kia cũng hai cái thì sư ta cái nhau. Trong mười một giờ. Để cho cô chép rồi cô biết rồi là chép rồi biết nghĩa rồi đi ha. Chép và biết nghĩa. Cái căn găm sáng giờ biết mấy lần rồi sư. À, cái đó hay đó em, căn găm bỏ đi. Cái đó hay lắm đó. Tại vì nó có hai động từ, một là gì ai biết sẽ tiếp và các sẽ tiếp thì chúng ta sử dụng một động từ thôi. Nhưng mà mấy vị biết cái này là cô vừa nghĩ rõ ra cái căn găm. Ủa sao gia đình chị nó chết rồi. Rồi cô, chị đi lên chiếc đề luôn. Dạ. À. Gia đi trong nhà gì vậy ha. Ờ, chiếc đèn đi. Câu 14. Tâm hèn Ác-ta-rác. Tâm hèn Ác-ta-rác. Gần tòa bác chi tòa bùn chi tòa. Gia y đá xoay y hòa sụ quê tất hát cái chi nhà hát. Hôm nay đến đó nó ăn hát chi nhà. Ngủ ở đó, ở đây, ngày mai đi đến đó. Hãy đi đến đó. Ác-ra, A-dân-ra, Bác-chi-ra, Bùn-chi-ra, Ác-cha-ra, Ít-tha-sa-ít, Ít-su-sa-ra, Ít-cha-ya-tha-cha. Không có dấu phẩy đâu, không có cái nào dấu phẩy. Sai đi đâu?
Cái này chỉ mới dịch tới tiếng Việt thôi, còn dịch qua Paris kìa, là nói gì vậy? Các vị mà tập chi cho các vị càng nhiều như vậy, các vị dịch qua Paris rất là dễ. Chưa thấy khỏi ngủ đi, chưa thấy khỏi ngủ là làm tiếp luôn. Đúng rồi, tới xuống cái ngoài. Rồi tới giờ quá nhiều rồi, tới giờ có xong học lớp nào cũng hay cái tay không làm rồi 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 câu 12, câu 12 sẽ chia toàn tất cả các qua đề xây và xí má dân xô tung tác hiện cái chiếc xà lá nếu như thế nào, nếu mà bạn có thể đến đó và thuyết thì chúng tôi đó sẽ đến đó để nghe. Nếu bạn có thể giảng sau khi đến đó, không có đến đó rồi nó giảng chứ không có giảng rồi sau khi đến đó. Như vậy chúng ta dịch luôn đó là nếu bạn có thể, đại diện có thể thì chúng ta sử dụng sau khi đi nữa. Nếu bạn có thể đến đó và giảng. Có thể mấy động từ chính luôn chứ. Có thể đến đó và giảng. Đến đó và giảng. Phải, chúng tôi sẽ đến đó để nghe. Đến đó và giảng. Rồi chúng tôi sẽ đến đó để nghe. Dạ hỏi rồi. Ở đây DC xí hả? DC xí. Bất định thứ. Gan toa gan tôi mà vẫn chưa đều tôi mà đi. DC toa. Rồi xuống đi xuống đi dạ. Nhà sẽ biết được nhiều biết. Nấu ăn sẽ thấy rằng cái động từ chính của nó là cái gì, động từ chính của nó là cái chi giá nhỉ, là khả năng nè, xin lỗi câu 14 xin lỗi là a thái nhỉ, cái chi giá thái, tức là khả năng cắt nhỉ. Như vậy tất cả các động từ phía trên phải được dùng theo khả năng cắt được cả. Như vậy đó là các âm có thể đến đây phải như nên có thể phải là các âm đến phải như là có thể, dẫu rằng a đó a gan toa có phải cái gì trở về mà Atarat là ở đó, có nghĩa là đến đó ha, chúng ta hiện vậy. Các anh có thể đến đó nấu ăn rồi ăn, nấu ăn phải cứ mỗi cái là ha, có thể đến đó phải nấu phải ăn phải ngủ ở đó hôm nay phải và mai đến ngủ ở đây hôm nay và đến đó ngày mai và đến đó vào ngày mai. Hôm nay thì ở đây ai nghĩ đến đó chúng ta nên phải có thể, cho nên cái có thể chúng ta đã đặt phía trên lên rồi, có thể chúng ta đã đặt lên rồi. Trường hợp này là giữ trụ có thể hả, cho là các anh có thể đến đây, hoặc như chúng ta giữ trụ đến đó đi, các anh có thể đến đó phải nấu phải ăn phải ngủ ở đây hôm nay và đến đó vào ngày mai. Thì nó xuôi câu nha. Đâu hôm nay các anh đến nấu. Giống như mình dặn người khách đó, sư tới đây thì ăn ngủ đây đi rồi ngày mai hãy đến đây đi. Ngày mai hãy đi đến đó. Nhưng mà cái nghịch lý là bởi vì sao? Tại vì ác giá ý đã xây mà là ngủ ở đây mà ác tà rác ác toa tức là đến đó và lại ngủ ở đây. Cho nên là nó hơi bị nghịch lý đó, về nó không có logic. Ngày mai mới đi đến đó.
không không sư không có nói gì ngày mai mà sư ý sư nói chỉ ý đáp và ataraz nó không có nó không có đồng nhất với nhau bạn hiểu không yeah. Ataraz là gì và ngày mai có thể đến đó rồi chúng ta để hôm nay cũng được hôm nay các anh có thể đến này chúng ta quyết định có thể con cũng biết chỉ có thể đến đây hôm nay các anh có thể đến đây nấu phải ăn phải và ngủ lại đây. Nếu mà cái vấn đề nào mà nó chắc chắn xảy ra thì mình không dùng chỉ có thể ở trên thì nói cái lớn thôi nghĩ là mà còn cái nào cũng chắc chắn thì mình phải để chỉ có thể lên trên chỗ ra coi bác chí coi là không mình lấy động từ chính á để mình hợp này có thể đến nếu mà con dùng chữ đây được rồi đó thì con là con cắt từ sau luôn con chữ đây nha có thể đến đây phải phải gì nữa nấu phải ăn phải ngủ lại đây. Không tại vì chỉ ý đá ở đây là lên trên rồi là đến đây rồi ngủ lại phải và có thể đến đó vào ngày mai và có thể đến đó vào ngày mai thì hôm nay đã đưa lên trên đầu rồi có thể đến đó vào ngày mai và có thể đến đó vào ngày mai rồi. Rồi bất định thứ của Vân chúng ta sẽ là bát chiếc tháng nè rồi bát chiếc qua bát chiếc tung rồi ok sa di đà bát chiếc tung bất định thứ là sa chiếc tháng sa di đà sa di tung bát giá phẩm chiếc tháng phẩm qua rồi ok đúng rồi rồi chị Duyên hãy nghĩ tinh thần nha sa di tí sa di công si mà có hai cấp sơ căn xí căn e có hai cấp a giá c sẽ nhân tí dùng thế là căn xí còn á nha lần sửa xí còn á xí học xí được nha ta dùng kiểu nào cái này sẽ nhân tí hai cấp là gì chúng ta phải lấy cái tí này cái sơ mình dùng chữ sơ tương với sơ toa là sơ tương với sơ toa đó sơ nhí toa chúng ta là cái gì? Sa di ta thì chúng ta là sa giá. Chúng ta lấy cái gì? Chúng ta lấy vô bay sa giá là sa giá. Ý được thêm vô, á được xóa bỏ. Căn là căn xí. Căn xí chúng ta phải biến nữa. Xí gì a? Xí gì a? Xe tôn với xe to đó là gì? Sa di tôn rồi ở trên đây mới là ý là nó làm gì? Chúng mình lợi dụng đây sân nghỉ nha nó sư nghỉ chúng ta hỏi đối thoại Buddha sasana chira tetrato Buddha sasana chira tetrato Buddha sasana chira tetrato sadu 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 sư đưa mai cho con xin nghỉ nhé một lần. Dạ. Với lại sư cho bài sư.